Cô chào các em học sinh thân mến, hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong bộ môn sinh học lớp 6. Chúng ta đang học chương thứ 8 của môn sinh học lớp 6, các nhóm thực vật. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu nhóm đầu tiên qua bài 37, đó là nhóm tảo. Trước khi vào bài học mới, cô có một số gợi ý cho phần kiểm tra bài cũ của các em như sau. Tảo thường sống ở môi trường nào? Tại sao không thể coi rau mơ như một cây xanh thật sự? Với câu hỏi này, các em có thể dễ dàng trả lời. Hầu hết tảo sống ở môi trường nước, nước mặn hay nước ngọt, và rau mơ chính là loại tảo nước mặn. Mặc dù rau mơ cũng có dạng giống như một cây xanh, giống thân, giống lá, giống quả, nhưng đó không phải là thân, lá, quả thật sự. Bộ phận mà các em thấy rất giống quả, thực chất chỉ là những cái túi chứa khí, đóng vai trò là một cái phao giúp cho rong mơ đứng thẳng ở trong nước. Và cơ thể rong mơ chưa phân hóa thành rễ, thân, lá, hay nói cách khác, nó chưa chuyên hóa về chức năng ở từng cơ quan như ở cây có hoa, cho nên không thể xem nó là một cây xanh. Hôm nay các em sẽ được tìm hiểu tiếp nhóm thực vật thứ hai của chương 8. Các em hãy quan sát hình ảnh trên màn hình để ý kỹ vị trí chỗ mũi tên và đoán xem tên của nhóm thực vật này là gì. Đó chính là nhóm rêu. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chúng qua bài 38. Rêu, cây rêu, để xem chúng có đặc điểm gì tiến hóa hơn so với nhóm tảo mà chúng ta đã học. Nội dung bài học này gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta đi tìm hiểu môi trường sống của rêu. Thứ hai, chúng ta quan sát cây rêu để tìm hiểu về cấu tạo của nó. Phần thứ ba, chúng ta sẽ đi tìm hiểu vai trò của rêu. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu nội dung phần thứ nhất, môi trường sống của rêu. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 126, đọc kỹ thông tin phần 1 nhỏ, kết hợp với quan sát những hình ảnh trên màn hình cho cô biết. Rêu thường sống ở đâu? Những nơi mà rêu sống thường có đặc điểm chung gì? Qua hình ảnh các em quan sát, chúng ta thấy rằng rêu có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, ví dụ như trên bờ tường, trên đất ẩm, trên thân cây, hoặc là trên những tảng đá. Nhưng các em lưu ý, một đặc điểm quan trọng để rêu có thể tồn tại và phát triển được, đó là môi trường phải ẩm ướt. Như vậy, các em sẽ ghi nhận lại kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu. Rêu sống ở trên cạn, nhưng phải ở nơi ẩm ướt. Ví dụ như trên bờ tường hay chân tường ẩm, trên đất ẩm, trên tảng đá, hoặc là trên thân cây ẩm, vân vân. Trong tự nhiên, có rất nhiều loài rêu. Sau đây, cô sẽ giới thiệu một vài loài với các em để các em thấy được sự đa dạng của ngành thực vật này. Đây là rêu hình sao. Đây là rêu tản. Rêu phượng vĩ. Rêu bụi đen. Và ngoài những loài này ra, trong tự nhiên còn rất nhiều loài rêu khác. Cô mong rằng ở nhà các em có thể tự tìm hiểu và nghiên cứu để biết thêm. Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu nội dung phần thứ hai, quan sát cây rêu. Các em thấy rằng rêu không hề mọc đơn lẻ từng cây, mà nó thường mọc thành từng tảng rất lớn như chúng ta đã thấy ở hình.
Để biết rêu có đặc điểm gì, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cây đại diện. Và loài đại diện chúng ta tìm hiểu hôm nay là cây rêu tường. Ta có thể tìm thấy rêu tường ở bờ tường hoặc là chân tường ẩm, chúng cao từ 1 đến 2 cm. Sau đó, ta sẽ tách riêng từng cây rêu bằng kính lúp hoặc là bằng mắt thường để có thể quan sát kỹ hơn. Và đây là hình ảnh cây rêu tường đã tách ra khỏi những tảng rêu. Bây giờ các em hãy quan sát hình kết hợp với việc tìm hiểu thông tin sách giáo khoa trang 126 cho cô biết. Rêu gồm những bộ phận nào? Em hãy nêu đặc điểm từng bộ phận đó rồi rút ra kết luận về cấu tạo của cây rêu. Qua hình ảnh, các em có thể nhận ra cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm có lá, thân và rễ. Đặc điểm của chúng như sau. Đây là lá cây rêu và một phần lá rêu quan sát dưới kính hiển vi. Chúng ta thấy rằng lá rất nhỏ và mỏng, chưa có đường gân thật sự, hay nói cách khác, rêu chưa có gân lá, mà chúng ta đã biết gân lá là nơi chứa mạch gỗ và mạch rây. Nên thiếu nó, lá rêu không thể thực hiện được chức năng dẫn truyền. Cấu tạo lá chỉ là những tế bào xếp sát nhau. Và đây là thân cây rêu. Thân rêu rất ngắn, chỉ từ 1 đến 2 cm. Trên thân không có sự phân nhánh. Ta thấy lá gắn trực tiếp ở trên thân cây. Và trong thân cũng chưa có mạch dẫn như ở lá. Còn đây là rễ. Nhìn rễ thì rất giống rễ ở cây có hoa, nhưng nó lại không đảm nhận được chức năng vận chuyển nước và muối khoáng như rễ ở cây có hoa, là vì nó cũng chưa có mạch dẫn. Nó có khả năng hút nước nhưng rất hạn chế, và nó được gọi là rễ giả. Chính vì những đặc điểm cấu tạo đó nên dù ở cạn nhưng rêu chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt để nước có thể thấm trực tiếp qua bề mặt thân và lá. Đó là cấu tạo cơ quan sinh dưỡng của cây rêu, các em có thể ghi nhận lại. Rêu là thực vật đầu tiên sống trên cạn, cấu tạo còn đơn giản. Cơ quan sinh dưỡng gồm rễ, rễ giả, chưa có rễ chính thức, thân, ngắn và không phân nhánh, lá, rất nhỏ và mỏng, và rễ, thân, lá thì chưa có mạch dẫn. Cũng như tảo, rêu là loài thực vật chưa có hoa. Vậy làm cách nào để từ một cây rêu có thể sinh ra nhiều cây khác? Các em hãy quan sát hình. Đây là cây rêu trưởng thành mang túi bào tử. Túi bào tử này nằm ở ngọn cây rêu. Bên trong túi bào tử chứa các bào tử có nắp đậy. Khi túi bào tử chín, nắp mở ra, bào tử rơi xuống, gặp đất ẩm, nảy mầm thành cây rêu con. Vậy, các em có thể kết luận về cơ quan sinh sản của cây rêu. Cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử nằm ở ngọn cây, rêu sinh sản bằng bào tử. Sau khi tìm hiểu xong đặc điểm cấu tạo của cây rêu, tiếp theo chúng ta sẽ đi phân biệt cấu tạo của rêu với răng mơ và cây có hoa để thấy rõ hơn sự tiến hóa của các nhóm thực vật này. Ở đây cô lấy ví dụ cây có hoa là cây cải. Cô sẽ nhắc lại, ở răng mơ, cấu tạo của nó chưa có rễ, thân, lá thật. Ở rêu, đã có thân, có lá, nhưng rễ là rễ giả. Thân thì không phân nhánh và chưa có mạch dẫn. Ở cây có hoa, đã có rễ, thân, lá thật, thân phân nhánh và đã có mạch dẫn. Về cơ quan sinh sản, ở rong mơ thì chưa có, ở rêu không có hoa,
sinh sản bằng bào tử. Ở cây có hoa thì đã có hoa cho nên sinh sản bằng hạt. Vậy, qua bảng so sánh vừa rồi thì ta thấy rêu tiến hóa hơn rong mơ, cũng như là tiến hóa hơn tảo. Còn so với cây có hoa thì cấu tạo của rêu vẫn còn rất đơn giản. Như vậy, các em đã biết được đặc điểm về cơ quan sinh dưỡng cũng như là cơ quan sinh sản của cây rêu. Vậy các em có biết trong đời sống rêu có những vai trò gì không? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung thứ 3, vai trò của rêu. Các em hãy đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 127, phần 4 nhỏ. Những loài rêu sống trên những tảng đá và những nơi nghèo dinh dưỡng thì khi chúng chết đi, chúng sẽ góp phần tạo thành chất mùn để cung cấp chất dinh dưỡng cho đất, làm cho đất màu mỡ hơn. Còn những loài rêu sống ở đầm lầy thì qua hàng trăm năm nó sẽ hình thành nên các lớp chồng chất lên nhau. Các lớp dưới khi chết sẽ tạo thành lớp than bùn, có thể dùng làm phân bón, làm chất đốt. Ngoài các vai trò đó thì trong đời sống rêu còn được sử dụng với nhiều mục đích khác, ví dụ như loài rêu đá. Loài này được người dân ở một số nơi sử dụng để chế biến các món ăn như là canh rêu, gỏi rêu, vân vân. Bên cạnh đó thì một số loài rêu đẹp còn được trồng để trang trí và làm cảnh. Tóm lại, vai trò của rêu là hình thành nên chất mùn, tạo than bùn, làm phân bón, làm chất đốt, làm thức ăn, làm thuốc, làm cảnh, vân vân. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài. Sau đây, cô có một bài tập để kiểm tra lại kiến thức của các em. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống. Và chúng ta có thể hoàn chỉnh bài tập này như sau. Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm có thân, lá và rễ giả. Trong thân, rễ, lá chưa có mạch dẫn. Rêu sinh sản bằng bào tử, được chứa trong túi bào tử. Cơ quan này nằm ở ngọn cây rêu. Để củng cố lại kiến thức bài học, cô tóm tắt bài dưới dạng sơ đồ sau. Rêu, cây rêu. Môi trường sống, sống trên cạn, nơi ẩm ướt. Đặc điểm cấu tạo: thân không phân nhánh, rễ giả, lá nhỏ, mỏng, thực vật chưa có hoa. Đặc điểm sinh sản: cơ quan sinh sản là túi bào tử, sinh sản bằng bào tử. Vai trò: tạo than bùn, làm phân bón, chất đốt, góp phần tạo chất mùn. Vậy là cô vừa khái quát lại toàn bộ kiến thức bài học để các em nắm bài dễ hơn. Bài học đến đây là hết. Cô có một số dặn dò sau. Các em hãy học ghi nhớ và trả lời các câu hỏi sách giáo khoa bài 38. Các em sưu tầm mẫu vật cây dương xỉ dưới lá có túi bào tử để chuẩn bị cho bài học tiếp theo là bài 39, quyết cây dương xỉ. Chào tạm biệt các em.